mọi người, hiện tại bây giờ là 11:20 và mình đang trên đường đi làm. Hôm nay thì mình đã tan ca vào lúc 2 giờ chiều rồi, nhưng mà người làm ca đêm bị bận, thế là ông chủ đã gọi điện thoại nhờ mình. Và mình quyết định cũng sẽ làm giùm, tại vì mình muốn ngày mai sẽ được ngủ ở nhà cả ngày. Và vì có nhiều bạn thắc mắc là làm ca đêm có khác với ca ngày hay không, nên mình đã vlog lại quá trình làm của mình. Hôm nay thì trời mưa rất to luôn, không biết có phải là lâu lâu làm một ngày ca đêm nên ông trời cảm động hay không nữa. Mưa ướt cái nồi, ướt cả quần, ướt cả giày của mình luôn. Còn bây giờ thì mình vào quán thôi, let's go. Vì quan trọng nên là trong video nào mình cũng không bỏ sót cảnh này, mặc dù đã quay nhiều lần. Thì việc đầu tiên khi bạn vào đổi ca đó chính là phải kiểm tra tiền, xem có bị thiếu hay không. Thì bây giờ là sắp hết ngày rồi nên là số tiền bán được cả ngày cũng khá nhiều, nên là các bạn nhớ là đếm kỹ càng, tránh để sai sót. Và sau khi đếm xong mà chỗ này ra không không thì có nghĩa là tiền đủ rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ dán nó vào cuốn sổ lịch làm việc này và ghi ngày tháng ngày hôm nay và giờ làm của mình. Chỗ này thì mình ghi nhầm, nó lẽ phải ghi 23:30 thì mới đúng. Vì trời mưa bên ngoài rất là to, khách vô quán thì sẽ dập cho quán trở nên dơ và ướt nhịp á. Nên là mình phải dán mấy cái bắt xù này ra để khi mà khách dẫm lên thì nhà cũng sẽ đỡ dơ hơn. Cũng sắp 12 giờ rồi nên là mình sẽ tranh thủ bỏ những cái đồ hết hạn của ngày hôm nay đi. Đúng 12 giờ thì mình sẽ cơm cô dịp cơm. Hôm nay quán mình bán được 193.910 won, nên là bây giờ mình sẽ đếm và lấy số tiền đó ra, sau đó nhét vào bịch ni lông rồi nhét vào két sắt cho ông chủ. Liên quan đến tiền bạc thì cần phải kỹ càng, nên là mình đếm đi đếm lại rất là nhiều lần xong rồi mới nhét vô bịch. Và mình chỉ cần nhét vào đây, khi nào mà ông chủ tới thì ông sẽ tự mở ra và lấy. Mọi người hết hồn chưa? Đây là đồ hết hạn của quán mình. Nói chung là trong vòng đêm hôm qua đến cả ngày hôm nay thôi mà nó đã nhiều như vậy. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Hôm qua lúc làm 15 tiếng thì mình đã bỏ một rổ rồi, hôm nay lại tiếp tục phải bỏ thêm một rổ nữa. Những cái đồ hết hạn này á, nếu mà bạn muốn ăn cái nào thì cũng có thể lựa ra ăn. Đặc biệt là những cái vừa mới hết hạn thì nó sẽ không có hư hại gì hết mà cũng còn ngon nữa. Nhưng mà mình là một đứa có bụng yếu nên là lâu lâu mình mới ăn một lần thôi. Còn lại là mình sẽ đem đi bỏ hết. Và đây là kết quả của cái rổ đó, một túi thức ăn đầy ụ luôn. Sau khi bỏ xong thì mình cũng phân loại rác, cái nào mà tái chế được thì mình sẽ để ở bọc riêng. Vì sợ ngủ gật nên là mình đã mua một lon Red Bull. Không biết có ngon không nữa, đây là vị mới ra. Mình
Mình không biết ca đêm ở những cửa hàng tiện lợi khác như thế nào, nhưng mà làm ca đêm ở GS thì thấy hơi cực và cũng có rất nhiều việc phải làm. Như việc mình đang làm là xếp và đếm những cái chai rỗng của Soju rồi đem trả về công ty. Đây là những cái chai mà khách sau khi uống xong đem lại bán lại cho quán mình, giống như là bán ve chai vậy á. Một chai như vậy là được 100 won. Xếp xong rồi mình sẽ in phiếu và số lượng dán lên trên đây để lát nữa người ta đem đi. Còn bây giờ thì là sẽ lau quán. Bình thường mình làm ca sáng chỉ có 6 tiếng thôi, mà khách cũng đông nên là không có thời gian lau dọn dẹp quán một cách kỹ càng. Nên bù lại hôm nay làm ca đêm thì mình sẽ lau dọn dẹp quán cho sạch sẽ hơn. Sau một hồi dọn dẹp thì cũng đói bụng nên là mình sẽ ăn lót dạ. Hôm nay mình ăn phở thịt bò của Việt Nam. Trong tất cả các loại phở đóng gói được gửi sang hàng thì mình cảm thấy tô phở này là có vị giống nhất, mà còn có thịt bò nữa nên là ăn cũng rất là ngon. Mọi người có thể thấy trong tất cả các video của mình đó, thường là mình sẽ đi ăn phở, ăn đồ ăn Việt Nam tại vì mình rất là thèm. Hơn một năm rồi mình chưa được về Việt Nam. Hồi đó lúc mình mới sang học tiếng á thì kiểu nhà mình cũng có nhiều việc xảy ra nên là cứ học tiếng hết một kỳ học tiếng thì mình sẽ về Việt Nam quay ở lại. Tổng cộng là mình sang đây hàng được 3 năm nhưng mà mình đã về Việt Nam hết là tổng cộng là 5 lần. Và bây giờ do dịch nên là một năm hơn là mình không về nên mình cảm thấy là rất là ngứa ngáy chân tay, không được quay đi về lại nữa. Dọn dẹp xong xuôi thì mình tranh thủ học bài một tí vì đồ ca đêm tới 6 giờ sáng mới về tới. Sáng về nhà thì chắc chỉ có ngủ thôi nên là bây giờ phải tranh thủ một tí. Buồn miệng quá nên là mình tìm cái gì đó để ăn vặt. Hôm nay mình sẽ ăn cái thạch vải này giá chỉ có 800 won thôi mà còn được mua 2 cộng 1 nữa. Mình cảm thấy cái thạch vải này có vị giống mấy cái cục thạch tròn tròn đủ màu hay bán trong siêu thị ở Việt Nam, mà bên trong cục thạch còn có thạch dừa nữa. Ngồi một tí thì cũng đã 5 giờ 15 rồi, trời cũng đã sáng lên. Bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa hàng mới về, mình chất hàng gọn gàng ngăn nắp, sau đó sẽ được về nhà. Hàng về đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra thuốc lá để còn ký tên, sau đó rồi chất thuốc lá lên. Còn đây là hàng mới của quán mình. Có thể có nhiều bạn sẽ cảm thấy nhiêu đây không có là gì hết, nhưng mà tại quán mình nhỏ lắm nên là hàng và chỉ tầm tương đối nhiêu đây thôi. Trước khi về nhà thì mình có ghé vào một tiệm bánh mì để ăn vì sợ đói không ngủ được.
Mình đã order một bánh mì gà có thêm phô mai, sau đó bỏ thêm rau xà lách, dưa chuột và ớt xanh cùng với lại sốt chili ngọt. Vậy là đã kết thúc một ca làm đêm của mình rồi. Mong là video này sẽ giúp đỡ cho những bạn tò mò về việc làm đêm ở cửa hàng tiện lợi. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.